Ok, xin chào anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Otsutsuki Isiki là người bạn đồng hành cùng mẹ thỏ xinh đẹp Kaguya. Họ đã xuống trái đất từ hơn 1.000 năm trước với mục đích nuôi trồng thần thụ và thu hoạch trái cây Chakra. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì và bằng cách nào, Kaguya đã đánh Isiki thập tử nhất sinh và cuối cùng phải nhờ tới khả năng đặt con dấu Kama mà hắn mới có cơ hội sống sót. Mới đây, Isiki đã bị Kashin Koji ép buộc phải hồi sinh trên cơ thể yếu ớt của nhà sư Jigen. Với trạng thái này, hắn dễ dàng đánh bại Koji và chiến đấu 1-2 với bộ đôi Hokage bóng tối và ánh sáng của Konoha. Với sức mạnh mang tầm vũ trụ, Isiki đã chẳng gặp mấy khó khăn mà đánh bại hai con người vĩ đại này. Cuối cùng, phải nhờ tới sự hy sinh của cửu vĩ, bằng cách đưa Naruto tiến vào chế độ Baryon thì Isiki mới bắt đầu bị trọng thương. Và do cơ thể của nhà sư Jigen yếu ớt cộng thêm đòn đánh rút ngắn tuổi thọ trước đó của Naruto, Isiki cuối cùng đã phải bay mau. Vậy thì sức mạnh thật sự của hắn bá đạo như thế nào mà có thể tung hoành ngang dọc như vậy? Và toàn bộ bí mật thông tin về tiểu sử của hắn ra sao? Anh em tiếp tục xem video để có câu trả lời nhé! Ok, bắt đầu video thôi! Khoảng hơn 1.000 năm trước, Isiki đã đến trái đất cùng với Kaguya nhằm mục đích nuôi trồng thần thụ và thu hoạch trái cây Chakra. Tộc Otsutsuki này luôn đi theo cặp với nhau và người được xếp hạng thấp hơn sẽ phải hy sinh cho thẩm mỹ để nó có thể nảy mầm và phát triển thành cây. Và Kaguya đã được định sẵn để làm nhân vật hiến tế. Thế nhưng vì một lý do nào đó, cô đã kích động Isiki và khả năng cao là cô đã đánh nén và đưa anh đến bờ vực của cái chết, đánh trọng thương và phá hủy toàn bộ nửa thân dưới của Isiki. Vô tình gặp phải Jigen, một nhà sư đang ở gần đó và nhận thấy không đủ sức để cấy Kama vào người này. Isiki đã nghĩ ra một kế hoạch liều lĩnh, hắn thu nhỏ mình lại và chui vào tai của nhà sư để tìm kiếm cơ hội sống sót. Hắn tồn tại bằng cách hấp thụ chất dinh dưỡng của Jigen. Theo thời gian, Isiki đã kiểm soát toàn bộ cơ thể của vị tăng sư này và cuối cùng hắn cũng đã trị thương thành công và có đủ sức lực để nhúng một Kama vào vật chủ. Với mục đích tìm kiếm một cơ thể mới hoàn hảo hơn để hồi sinh và tiếp tục thực hiện kế hoạch nuôi trồng thần thụ, Isiki đã thành lập lên tổ chức Kara và thông qua Jigen, hắn trở thành lãnh đạo của tổ chức. Tuy đã bị Kaguya phản bội và cướp đi thẩm vĩ, nhưng chưa hiểu vì lý do nào đó mà Isiki đã sở hữu cho mình một hạt giống thẩm vĩ mới. Các thành viên nội tại, tức là những thành viên chủ chốt làm việc trực tiếp cho Jigen đã đồng ý với nhau về kế hoạch thu hoạch trái cây Chakra bằng cách nuôi trồng một thần thụ mới đủ lớn để nuốt chửng tất cả sự sống trên trái đất. Với việc Kaguya, một tộc nhân Otsutsuki đã được định sẵn làm vật hiến tế, nhưng cô đã cao chạy xa bay và để lại một mình Isiki, thì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng bản thân thông qua Jigen làm vật hiến tế cho thẩm vĩ. Với ý định này, Isiki bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm một vật chủ mới để gắn một con dấu Kama khác. Cuối cùng, Isiki đã tìm thấy Kawaki. Sau khi Delta xét nghiệm máu của cậu bé và nói cho kết quả rất khả thi và xứng đáng để trở thành một vật chủ hoàn hảo cho Isiki, thì Jigen tiếp cận và trao đổi với người cha bạo hành của Kawaki cùng một số tiền khá lớn để mua cậu bé nhằm phục vụ cho kế hoạch của mình. Sau khi giành quyền chăm sóc Kawaki, Isiki giới thiệu mình với vai trò Jigen là người cha mới của cậu bé và trấn an cậu. Với sự hỗ trợ của tiến sĩ Amado, người đã sửa đổi cấu trúc gen các vật chủ của Isiki bằng các nhẫn cụ và nghiên cứu khoa học của mình. Cả hai đã cố gắng chuyển Kama cho Kawaki, Code và 13 cậu bé khác trong một cuộc thử nghiệm. Và trong số đó chỉ Kawaki là thí nghiệm thành công duy nhất. Trong khi đó thì Code đạt được một Kama trắng không hoàn chỉnh và 13 người khác thì đã chết. Mặc dù đã hứa với cậu bé là sẽ mang lại sự an toàn, nhưng Isiki đã buộc Kawaki phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt nhằm mục đích để cậu bé sử dụng thành thạo Kama. Và liên tục mắng mỏ cậu bé rằng anh chỉ có giá trị như một vật chứa, tra tấn cậu bất cứ khi nào hắn ta muốn chất vấn. Trong khi đó, Code được Jigen tuyển dụng làm cấp dưới trung thành nhất của mình. Tại một thời điểm nào đó, với lý do là có ích cho kế hoạch của Kara, Amado đã cố gắng tạo ra một số cyborg mang sức mạnh cực lớn, thậm chí là vượt trội hơn cả Jigen. Nhưng bí mật đằng sau thì ông muốn dùng những người này để hạ gục hắn. Tuy nhiên, vì nhận thấy khả năng chiến đấu của họ vượt quá khả năng của mình, để an toàn và không bị đe dọa tới vị trí lãnh đạo, Jigen đã ra lệnh cho Amado loại bỏ tất cả bọn họ. Nhưng Isiki đâu biết rằng, Boro đã không phá hủy mà bí mật cất giấu một vài cyborg trong kho dự trữ của riêng mình. Một trong số đó chính là cô nàng Eda, người thông biết mọi chuyện của thế giới cùng một số khả năng tuyệt vời từ con mắt Sendigan. Là một tộc nhân tự xưng mình là thần thánh thì sức mạnh thật sự của Isiki thực sự quá kinh khủng. Mặc dù đã được Amado nghiên cứu và cải tiến cơ thể nhưng Jigen vẫn không thể đáp ứng được một phần sức mạnh của hắn. Khi còn ẩn mình trong con dấu Kama trên Jigen, hắn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiềm chế các khả năng của mình, khiến anh không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của đó trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, Jigen vẫn có thể chiến đấu áp đảo đồng thời với cả Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.
hai shinobi mạnh nhất thời điểm hiện tại. Amado còn mô tả sức mạnh của Isiki là vô cùng lớn, đến nỗi nếu hắn có thể khai thác hết sức mạnh thật sự của mình, thì Isiki thực sự có thể hủy diệt cả trái đất mà không ai có thể ngăn cản. Khi sở hữu Jigen, hắn đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc trong chiến đấu. Ngay cả khi cơ thể của vị tăng sư không thể tiếp cận hết khả năng sức mạnh của mình, nhưng anh vẫn cho thấy tốc độ và sức mạnh kinh khủng khiếp, dễ dàng khắc chế và đánh bại Naruto, Sasuke và cả Kawaki khi kích hoạt ấn Gamma. Isiki cũng sở hữu độ bền và sức chịu đựng đáng để ca ngợi, không bị thương do cú đá trực tiếp từ Naruto trong chế độ hiền nhân lục đạo. Ngay cả khi suy yếu nghiêm trọng trong trận chiến với Naruto và Sasuke, hắn vẫn hoàn toàn có khả năng chiến đấu tay đôi với Kashin Koji, một con người nhân tạo từ tế bào của tiên nhân háo sắc Jiraiya. Isiki cũng đã thể hiện khả năng sử dụng đặc biệt thành thạo với các thanh hắc côn của mình, dễ dàng khắc chế và đánh bại những kỹ thuật kiếm thuật tuyệt đỉnh của Sasuke. Đồng thời, Isiki cũng sở hữu giác quan nhạy bén, dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của quan cóc của Koji mà ngay cả Naruto cũng không hề chú ý đến. Ở hình dạng thật sự của mình, sức mạnh và tốc độ của Isiki đã vượt tới một cái tầm khác bọt, hoàn toàn vượt qua Naruto trong chế độ hiền nhân lục đạo, di chuyển nhanh chóng và ra đòn đá Naruto xuyên qua các tòa nhà mãi không kịp phản ứng, trong khi đó quay ra tấn công Sasuke. Mặc dù với những kỹ năng Sharingan và Rinnegan cực kỳ thành thạo của mình, nhưng anh cũng không thể theo kịp chuyển động của hắn. Là một tộc nhân Otsutsuki chuyên đi nuôi trồng và thu hoạch trái cây chakra trên các hành tinh, nên Isiki sở hữu cho mình lượng chakra cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn vượt trội hơn cả Naruto với cửu vĩ và thậm chí là ở chế độ hiền nhân lục đạo. Ngay cả khi tự giới hạn bản thân, chakra nham hiểm của hắn đã đủ mạnh để khiến Ino khiếp sợ đến mức gần như là gục ngã. Còn khi giải phóng thêm sức mạnh của mình thông qua Kama của Jigen, chakra của anh ta đã khiến Sasuke cũng phải giật mình kinh ngạc, và sau đó khiến cả anh và Naruto đều kinh hoàng trước sự kinh khủng của nó. Theo ghi nhận của Amado về Isiki, chakra của hắn quá lớn đến mức cần phải có một vật chứa thích hợp để chứa đựng được nó. Bởi vậy mà khi tái sinh trong cơ thể của Jigen, người đàn ông này sẽ phải chết trong vòng vài ngày sau đó, và Isiki tin rằng 3 ngày sẽ là giới hạn tối đa. Isiki còn có thể bay, sử dụng rất tốt âm độn để giao tiếp với những người khác bằng ảo thuật hoặc từ một khoảng cách xa. Hắn đã thể hiện năng lực sử dụng bổng thuật rất lão luyện, dễ dàng khắc chế và chống lại một bậc thầy về kiếm thuật như Uchiha Sasuke. Các thanh hắc côn của Isiki cũng có khả năng hút chakra từ nạn nhân và hạn chế chuyển động của họ. Isiki có thể sử dụng nhẫn thuật không thời gian để tự do di chuyển qua lại giữa các chiều không gian của cá nhân hắn. Bên cạnh đó, Isiki cũng có thể sử dụng một loại phong ấn cực mạnh mẽ, đến ngay cả Naruto cũng bị phong ấn và không thể làm được gì. Chỉ bản thân Isiki mới có khả năng phá giải thuật này, và việc cố gắng bẻ khóa hóa giải nó sẽ gây ra hiệu quả nghiêm trọng là phá hủy bất cứ thứ gì ở bên trong. Điểm đặc biệt của Isiki trong anime là anh ta còn tạo ra được những vụ nổ cực mạnh mẽ từ đôi tay của mình, đó chính là khả năng hấp thụ và giải phóng các nhẫn thuật của đối thủ. Và giống như Momoshiki, Isiki biết cách truyền Kama cho nhiều cá nhân khác nhau. Con ấn này là một tệp sao lưu lén dữ liệu sinh học của Isiki. Ban đầu nó ban cho vật chủ sức mạnh và các kỹ thuật của hắn, bao gồm sự gia tăng đáng kể về khả năng thể chất và mức độ chakra, cũng như khả năng hấp thụ chakra cùng nhiều kỹ thuật đặc trưng khác. Trong khi sử dụng vật chủ với ấn Kama đã được giải phóng và lan tỏa, thì Isiki đã thể hiện trạng thái thể chất và tốc độ ở level cực đỉnh, dễ dàng né tránh các đòn tấn công từ Susanoo toàn chân thể của Sasuke và các chiêu thức bá đạo từ chế độ vĩ thú của Naruto, lao vào họ chỉ trong tích tắc và đánh gục hai vị thánh sống chỉ với một đòn. Isiki cũng đủ bá đạo để vô hiệu hóa sát thương khi bị đốt bởi Amaterasu, thứ có thể gây hại cho cả vị thú, tiến tới và bình tĩnh hấp thụ nó. Anh cũng có thể kết nối không gian giữa hai mục tiêu mang ấn Kama của mình để di chuyển tức thời đến vị trí của mục tiêu khác nhau mà hắn muốn. Mục đích thực sự của Kama là để thông tin di chuyển của Isiki ghi đè lên thông tin của vật chủ, cho phép hắn vượt qua cái chết và tái sinh trên cơ thể mới. Isiki áp dụng Kama lên Jigen sau khi suýt chết vì đòn tấn công bất ngờ của Kaguya, nhưng biết rằng cơ thể của Jigen quá yếu và sẽ chỉ chết trong vài ngày sau khi hồi sinh, nên Isiki đã sử dụng Kama để kiểm soát cơ thể của Jigen như một vật chứa tốt hơn. Nhờ các nghiên cứu và hỗ trợ khoa học của Amado, Isiki đã có thể chuyển Kama của mình sang một vật chứa phù hợp hơn, mặc dù với tỷ lệ thành công rất thấp. Chỉ riêng Kawaki và Code trong số 15 đứa trẻ đã sống sót trong quá trình này. Tuy nhiên, đặt ấn thành công thì chỉ có Kawaki, và Code thì chỉ có quan ấn Kama trắng. Với ấn Kama mới, Isiki sẽ phải đồng thời nuôi dưỡng Kawaki và huấn luyện gian khổ cho cậu bé để đảm bảo anh có thể hồi sinh một cách hoàn hảo. Như với bất kỳ Kama nào, Isiki không thể kiểm soát và thúc đẩy được tiến trình của nó một khi đã được áp dụng. Do đó, khi anh và Jigen bị Koji thiêu chết, Isiki buộc phải tái sinh sang trạng thái không hoàn chỉnh bằng cách sử dụng xác chết cháy của Jigen.
Vào thời điểm mà hắn hồi sinh, mọi karma khác mà Isiki đặt lên các vật chủ của mình đều sẽ biến mất. Do đó, ngăn Isiki tích trữ dữ liệu trên các con người dự vòng khác để tái sinh tiếp tục. Từ đó có thể khiến hắn ra đi vĩnh viễn cùng với cơ thể yếu ớt này, trừ khi Isiki kịp thời áp dụng một karma khác lên một ai đó. Với con mắt phải kỳ dị của mình, Isiki có thể thực hiện kỹ thuật cực khó chịu mang tên Sukuna Hikona, thiểu danh bì của Na, một kỹ thuật cho phép hắn ngay lập tức thu nhỏ bản thân hoặc bất kỳ mục tiêu không sống nào mà ai nhìn thấy và nhanh chóng khôi phục lại kích thước ban đầu. Sau khi thu nhỏ mục tiêu, hắn có thể sử dụng Daikoku tên Đại Hắc Thiên để lưu trữ chúng, để sau này triệu hồi ở kích thước đầy đủ vào bất kỳ thời điểm nào. Hắn thường xuyên sử dụng kỹ thuật này kể cả ngoài và trong khi chiến đấu, thay thế đồ đạc đã bị phá hủy và các vật dụng khác như bàn, đồ ăn và thức uống và thậm chí là thắp cả nến. Isiki có thể giải phóng những vật thể này ở bất kỳ đâu trong số các vật thể xung quanh mình cũng như tự do điều khiển chúng khi được giải phóng ra. Hắn có thể sử dụng những khả năng này trong chiến đấu để đạt được hiệu quả lớn bằng cách thu nhỏ vũ khí và đồ vật, sau đó triệu hồi chúng ở kích thước đầy đủ ngay lên đối thủ của mình, bất ngờ gây sát thương nghiêm trọng hoặc bằng cách giảm kích thước của các đòn tấn công nguyên tố và vũ khí của đối thủ nhằm hạn chế chúng gây sát thương lên anh. Chiến thuật phổ biến nhất của Isiki với nó là triệu hồi ngay lập tức các thanh hắc côn với nhiều kích cỡ và số lượng khác nhau để hạ gục kẻ thù của mình. Thậm chí có thể giảm kích thước của các tòa nhà để gây ra thiệt hại nặng nề và loại bỏ chỗ đứng vững chắc của đối phương, những người mà không có khả năng bay. Bá đạo hơn, Isiki còn giải phóng ra những khối lập phương đen mang kích thước siêu to khổng lồ. Chúng sẽ làm gián đoạn khả năng của các giác quan. Hắn còn có thể thấy được sinh lực sống của một sinh vật dưới dạng những cái bóng giống như hình đốm lửa. Là một Otsutsuki, Isiki còn sở hữu một Byakugan. Nó cấp cho hắn tầm nhìn 360 độ thông thường của tia X và khả năng nhìn thấy hệ thống luân chuyển chakra, v.v. Tuy vậy, nó vẫn có những rào cản đặc biệt mà hắn không thể nhìn thấy, chẳng hạn như một cơ sở dưới lòng đất đã được thiết kế đặc biệt của Konoha hay một quả bom khói làm từ khoáng chất của Uchiha Sasuke. Không giống như các thành viên khác trong gia tộc của mình, những người có rất ít thông tin hoặc không biết gì về thế giới Shinobi và các khả năng của họ, thì Isiki lại sở hữu kiến thức tuyệt vời về lịch sử và tiềm năng của các Shinobi và loài người. Lý do được giải thích là vì hắn đã sống ẩn dật trên trái đất cả nghìn năm. Với kinh nghiệm và kiến thức hàng thế kỷ, Isiki đã công khai chia sẻ kiến thức của mình về khả năng và các đòn tấn công của đối thủ, dễ dàng chỉ ra những sai sót của họ trước khi khắc chế nó. Đồng thời, hắn cũng không quên tỏ ra sự kiêu ngạo rằng không ai có thể vượt qua được mình. Isiki cũng có kiến thức rất đầy đủ về vĩ thú và các khả năng của chúng, cũng như Susanoo của gia tộc Uchiha. Mặc dù sở hữu cho mình một khả năng sức mạnh bá đạo, nhưng do còn ở trong cơ thể yếu ớt của Jigen, nên hắn vẫn phải nghiên cứu và tìm hiểu về đối thủ của mình và các mối đe dọa có thể xảy ra. Hắn hoàn toàn nhận thức được danh tiếng của Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và thậm chí là Jiraiya đã chết, người mà Amado đã tạo ra bản sao để triển khai để chống lại hắn. Đồng thời, hắn sẵn sàng loại bỏ thuộc hạ mang sức mạnh có thể đe dọa tới quyền lực của mình. Trên đây là tất cả thông tin về nhân vật phản diện chính trong Boruto. Mặc dù được cho là đã chết, nhưng dư âm mà hắn để lại có vẻ sẽ cho thấy rằng Isiki vẫn có thể xuất hiện một cách đầy đủ và mạnh mẽ hơn trong tương lai. Anh em thấy hay thì tặng tớ một like và đăng ký kênh nhé! Và cùng mình đón tiếp những tình tiết mới nhất và hấp dẫn hơn trong thế giới của Boruto nha. Xin chào anh em, bye bye.